Ngày 9 tháng 12, Công an thành phố Long Xuyên, An Giang ra hạn lệnh tạm giữ hình sự Võ Thanh Tuyền, 33 tuổi, ngụ phường Đông Xuyên, về hành vi cướp giật tài sản. Đồng phạm của Tuyền đang được cảnh sát truy tìm. Theo cơ quan điều tra, rạng sáng ngày 4 tháng 12, chị Trần Bảo Châu, 45 tuổi, ở phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, đi tập thể dục ở khu chung cư Bắc Hòa Hoàng Hổ thì bị Tuyền giật dây chuyền gần nửa lượng vàng rồi bỏ chạy. Khi nghi can chưa kịp lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát thì bị nạn nhân đuổi theo và quật ngã xuống đường. Chị Châu sau đó chi hô để mọi người gần đó chạy đến hỗ trợ, bắt giữ Tuyền giao công an. Đồng bọn của Tuyền sợ bị bắt nên nổ máy chạy trốn,